thương các đồng, tôi kính quay về mặt con. Nước áo của mẫu minh bằng nhân đắp áo, đương tri thần tắc thì như đảnh đại sư, nghịch ngã trục thế vô vị thư giả. Nghĩa là nếu như cái gì không có lực, ta không có lời cũng thế thôi. Còn nếu như giờ ta không biết bàn, mà cái gì biết tôn được lực, thì cũng như cái gì ta có ta đâu. Cho nên Phật bất hay còn không gì được ta, giới tư là Thầy xoay đường của gì đi. Thế thì thưa quý vị, chẳng hạn như bây giờ tôi nói, chính cái chỗ là ý quan, ta chưa bao giờ là đối tượng ý quan cái gì nhớ, là gì nhớ. Để chúng ta thực hiện trong công tác hàng ngày, trong đàn giới và trong tất cả mọi sự việc, ta chưa bao giờ đối tượng ý quan, cho nên chúng ta không ý quan bốn người, mà chúng ta ý quan tốt ra là ba người. Vì vậy cho nên cho phép cái tôn đức an cư thiết giới quốc tác được quyền ý quan bốn người. Nhưng còn các người quý vị ra hạ là tình tứ này, thì quý vị đâu có thể dùng số quốc được. Tăng bốn người là nhóm tăng nhỏ nhất, bây giờ quý vị phải dùng tăng năm người. Ngài tình tứ là quý vị có phương tiện, tiền có tiền thì quý vị phải dùng tăng năm người. Tại vì quý vị không có tinh thần tự giác lúc bây giờ. Theo tinh thần của tình tứ là tỉnh tỉnh, bác hòa bác. Nghĩa là tùy người khác chỉ đổi cho mình, cho nên quý vị không có tự giác ngộ. Mà không có tự giác ngộ thì quý vị có quyền lợi dụng thôi, mà quý vị không có quyền lợi thanh tịnh, phải không? Vì vậy cho nên quý vị cần người chỉ đổi. Mà người chỉ đổi thì nó bằng tư tăng. Người chỉ đổi chẳng hạn như tôi là người được quý vị cử để chỉ đổi, thì tôi là người đối tượng được mà quý vị là tăng trả lại cho quý vị có người. Cho nên quý vị phải dùng ít mang đến một người để có một người chỉ đổi. Khi ra hạ, quý vị cần chia đồ. Mà chia đồ cho ai? Chia đồ là chia cho tăng. Cho nên cái người chia đồ không phải là đối tượng tăng, mà đối tượng ít mang. Cho nên lại cũng phải ít mang người. Đồng tích. Cho nên thưa quý vị, nếu chúng ta biết lực, nhất một chút là chúng ta đã biết. Sở dĩ chúng ta nói quy là sao? Khi nãy bức tâm thư đã đọc, mà một số người còn rải rác trên ngoài nẻo đường, cái gì ở đây nó không đồng nhất. Tiếng niệm Phật chưa phải là tiếng Trung, mà sự có mặt của gì ý giáo phụ ngành của chưa phải là tổng thể thì quý quá ý nhất. Lực ít hoa còn dài, nếu như đắp nữa đây hồi hướng nguyện lên công đức này. Nếu hiện giờ là hoàn cảnh của chúng ta là như vậy, chúng ta không ngồi lắm. Chính chúng tôi tại đây cũng ngồi. Mà nếu mà chúng tôi đứng dậy thì tất cả cái gì cũng như vậy là chúng ta ngồi đứng. Đó là những ma biết. Thế nếu mà trên này ngồi, dưới đứng, kẻ ngồi thì đó là quy. Cái quy này tôi nói cho cái gì nha, đơn giản quá. Cái gì tưởng chừng như nó là một ngọn gió thổi qua, nhưng thật sự chắc chắn dù nó có qua cho đi nữa, nó cũng còn giữ được chút hương vị nào đó. Bởi vì người ta nói cửa rồng tâm cá vừa định nhạc vẫn kim quan, khách đi nghìn dặm biệt sơn hà, đường tú dân còn chứng ngạc trải hành xa, nghịch thuận duyên ma thảo hương ghét nợ quan gia, khả cao khi nhận quả ta hoàn. Chính chỗ đó là chỗ mà tôi đức mà sư như vậy chúng tôi cũng đã tuyên truyền tôn đó. Thế thì bây giờ đề nghị với tất cả chư tôn đức, những người chị già ngồi đây, những người chị thân quen mà chúng tôi đã gặp cái gì cả nửa thế kỷ, thân thương quá tài dinh tất cả các tỉnh miền Tây, lẫn trong bữa ăn lòng đang giấc ngủ, mơ một chút là tôi thấy cái gì rồi, không phải gì xa lạ. Nhưng mà có xa lạ trong lòng nhỏ mà chúng ta tâm cập dịch, đang làm việc này nay giữ thời đại đất nước nhiều lần thay. Tại vì hiện giờ mặc nhìn cái đó mới 20 năm trước và 10 năm trước đến Đại Dinh chưa có cái thủ đông cái người đại đại. Đường xá chưa có những cái tàu để nấu liền bánh phải cổ chiên đi qua tỉnh Đại Dinh để đến đẹp. Miền Tây hôm nay có nhiều thời đại lắm, và chiếc áo luôn luôn từng ngày từng phút từng giây đang thay đổi cho người ta tỉnh miền Tây. Thế thì bên ngoài nó thay đổi như
vậy thì bên trong các cháu cái gì cũng nghĩ rằng chúng ta mới tập nghiệp. 30 năm về trước làm gì chúng ta có điện thoại, hôm nay chúng ta có điện thoại. Xin lỗi quý vị, chúng tôi đang xài điện thoại của bạn mà còn xài nữa. Cái này tôi xài lắm. Còn cái gì nhiều khi bây giờ còn bắt nó chê, cái gì là buồn hơn. Vâng 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 vâng. Và nhiều cái tập nghiệp khác. Đó. Cho nên quý vị thấy tôi là người đi từ bắt giờ này. Nhưng quý vị thấy chưa bao giờ tôi xài được bạn. Tôi không có cái gì hết. Tôi có thiện lạc của bạn. Nhưng mà tôi chỉ có hai cái bấm. Còn ngoài đó tôi không biết gì hết. Em bắt gốc để tôi kêu tài xế ra thầy họp xong rồi con đến trước kìa. Một cái nữa là tôi nói nhân viên ơi thầy đến rồi. Ở trong nhà biết có ai ở đó còn ngoài đó tôi không biết. Mà tôi cũng không cho ai biết cái điện thoại tôi. Bởi vì bây giờ nếu như tôi mà có điện thoại mà ai biết thì mà tôi ở ngoài đường tối nào luôn, phải về nhà con luôn. Và ở cái viện còn như vậy. Đó là vấn đề mà tôi thấy. Cho nên tôi không cách chuyên chính. Không có cần phải nói là báo cho tôi biết là để cái độ rung hay chưa có cái vô lực nữa hay không. Cho nên quý vị yên tâm nói như vậy là chi để cho cô quan y thấy những cái đứa trẻ cần lên công an. Và hàng ngày chúng ta đang dở lại những vô lực, chính quý vị là những người đang nằm lòng những vô lực đó. Và cứ quý vị đến hôm nay nói không phải để nói ngon, chưa bao giờ sẽ như dám rời cái những điều tội. Lúc nào cũng nghĩ tội cũng để đầu hết. Tại vì quý vị cứ từng có nghĩ rằng bây giờ mình lớn rồi, mình cũng còn những cái bộ kinh lớn, Đức Bàn, Quá Nghiêm, Bát Nhã. Không để cái đó bị tụng, cho nên tôi để cái đó tụng lắm, tụng lại. Bắt đầu cái gì tụng, tôi cũng tụng Di Đà. Một bữa Di Đà tôi cũng không. Để chi? Người lớn đi bất thường quá. Không để bây giờ thì chúng ta đứng như chung tụng, đồng thời tôi không. Cho tôi mượn nguyên tập thôi. Ai qua được mô Phật tụng niệm khỏi tân bản, tụng thời Di Đà mô Phật tụng niệm khỏi tân bổn thì phải như cha. Do đó mà hai ba ngày phải dọn lại, hai ba ngày phải tụng lại. Và tất cả những gì Đức Phật nói cái nhỏ nhất từ những bài chú trong từ những tư nhũ cũng phải dọn lại các hàng ngày luôn. Từ sáng sớm từng tiêu dần đã trực tiếp ngộ nhất thiết chúng sanh từ cái phần một nhược tư tục ngã tác địa hình nguyện những đức thời sanh tịnh độ ban đêm ngủ có lúc mà to giờ mấy tháng rồi bước xuống thường cái này vẫn chưa là tốt. Nếu có vô tình cho nên hội chi tiêu chúng ta làm dẫn tới hàng ngày, dẫn tới hàng ngày vừa bước xuống là đó là chính tới rồi. Nếu như bằng trăm tư có vô tình đạt thì nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ rồi chúng ta đã chuyển tế rồi đấy. Để cầu nguyện cho quý vị siêu thoát, đây là sự vô tình mà chúng tôi làm được gì chứ. Cái gì cũng được hết. Mà bây giờ quý vị đã phân qua quá. Cho nên sư như vậy nói, chúng tôi rất tâm đắc. Tâm đắc cái chỗ là nói cái sư mà đi trụ trì đó. Còn chúng tôi là người gặp thường xin đó. Bởi tôi chứ vấn đề, tôi hay nói hay cười hay vui. Cho nên ai có chuyện gì cũng hay cho tôi đi đến. Nhất là các diện hữu đi đang có mặt khắp mọi miền đất nước. Khi có công việc chẳng hạn như là mọi điều trì hay là cái chuyện gì đó cũng báo cho thầy hay và thỉnh thầy đến để cho chúng con. Thì đương nhiên trong 10 người thỉnh tôi đến được 3-4 người. Vì gì có khi không đi được. Giỏi tâm tình thôi. Mà nếu tôi đến được là tôi lại đâu. Vì vậy cho nên thưa chú huynh đệ, gợi gắm như thế này. Gợi gắm là gợi cái rất là non nẻ, cái khờ khạo của những người đó. Thưa các chính quyền, thưa chú huynh đệ Phật tử thân thương, chư nơi này hôm nay đổ bằng cấp tiến sĩ, có thể rất giỏi về trên phương diện của văn học, của văn hóa, nhưng chư nơi chúng tôi những người tương giao đạm lạc, cho nên rất giỏi nhàn nhẫn. Thì từ đó không có gì nâng đỡ, giúp đỡ. Còn những người tự tại gia, nhất là những người Phật tử ở những
người quê hẻo lánh, tay lắng tiền bụng. Cuộc đời của họ là bán lưng ra trời và bán mặt cho đất. Đương nhiên họ đã cần cách khác. Có thể chúng ta nói một cách rất là rất là bình dân, cho tôi xin lỗi tôi nói bình dân như vậy. Người ta có thể là người ta không hiểu gì về vấn đề của nghệ sĩ đó. Mà đôi khi người ta cũng cần được. Mà chắc chắn người ta cần cái gì? Ta cần chân nghi có bằng cấp tiếng linh. Hay không? Hai cái tiếng, cả tiến sĩ tới tiếng linh, mà bắt đầu tới tiếng linh đó. Bởi vì chưa đi là biết tiếng linh, thì biết tổng tin, biết cúng dâu, biết cúng họ. Vì vậy cho nên chúng ta cần khai thông lòng lành. Chỗ nào chúng ta thấy nó ra có nhiều quả, chúng ta khai đi. Khi chúng tôi đến Cần Thơ, ở một cái huyện Ô Môn, ở một cái quận Ô Môn, bởi vì Cần Thơ nó là trực thuộc trung ương cho nên quận. Còn nếu ở tỉnh nào mà không trực thuộc trung ương thì nó là huyện, phải không? Quận Ô Môn, quận Thốt Nốt. Hai cái quận này nó liên đến nhau trong một cái trường hợp hoặc một mùa hạ gì đó. Thì bán tiếng nó cũng hơi dài. Từ thành phố Cần Thơ mà nó chạy vô tới Thốt Nốt, gần giáp tới An Giang, tiếng đường phải trên 60 km. Nếu mà nó đi như vậy thì chúng ta không nổi. Cho nên một lần đi học phải đi bằng xe bốn bánh. Mà đi xe bánh thì một người không đi. Cho nên tôi mới đề nghị cho nó thôi, nếu như đi xe hôm nay nhiều quá thì tới gian bảo ngày thường chưa đi ít quá, còn sau mùa hạ mình thấy chim nhiều vậy. Bởi vì ngày thường không có học, ngày mùa hạ này có rất học, cho nên ai cũng tin cái công lao của mình đi. Đây là một vấn đề mà thế gian tôi hiểu giới đã đem không. Ban tiếp sự đã nói và tôi nghe được. Tôi nói này, phải sửa đi. Đấy, một chút xíu tiền, xíu tiền trả nè. Tạo một chiếc xe từ đầu một. Thí dụ ở đây, tạo ở cái cuối mùa đầu mùa, từ miền Duyên Hải cho đến đây bao nhiêu cái số. Mướn một xe 30 ngồi rước nhập từ hành. Như vậy thì khi một chiếc xe 30 ngồi, một chiếc xe 50 ngồi, hai chiếc xe này nó tải động lượng của ta 80 người. 80 người này thì thưa quý đại, nếu mà chúng ta chở hai thì nó bớt đi 40 chiếc xe ta. Nó phải 40 chiếc xe ta chạy. Rồi cho nên bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy có hai chiếc xe chạy thôi mà không thấy một chiếc xe ta nào. Thật ra tôi tốt tiền, tôi đồng ý cho. Mỗi lần đi học, chiếc xe này 5 triệu không, 3 triệu không, cho. Đại đó. Cứ việc làm, về nhà không có mượn cũng được, nhưng mà việc phải làm ta làm. Làm thế nào đó để cho đi đò không ăn tiếng, tôi sẵn sàng chấp nhận, chia sẻ. Tỉnh Trà Vinh chúng ta, nơi mà chúng ta xa xưa đã có một vị lý tưởng tu hành đầu đà, đó là bà Tô Trà Vinh. Bà Tô Trà Vinh ngày xưa nó tiếng lắm nhất, một vị tu hành đầu đà, bởi vì Đức Phật nói, nếu tính nhất lực chúng ta có hai lần thích hạ, một lần thích hạ từ ngày 16 tháng 4 cho đến 17 tháng 15, 16, 17 tháng 7. Rồi một lần từ ngày 16 tháng 9 cho đến 16 tháng 12 ra. Đó là giai đoạn thích tâm theo tinh thần của Kinh Phạm Mẫu. Nhưng giáo hội nói dù hôm nay cái gì có thích tâm thì giáo hội cũng chỉ tính có một hạ là từ ngày 16 tháng 4 cho đến ngày 16 tháng 7. Còn có thích tâm thì đó là giáo hội 8 tháng mà không có cấp tín chỉ cho cái gì. Thế thì quý vị tự hỏi nhé, tại sao quý sư có để ý chứ? Có người quý sư đi chết, đến trước cái quan tài đó được ta thông tri bằng một cái giấy. Di trưởng này bao nhiêu, cái danh gì, pháp danh gì, dòng long thế gì. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta coi hạ lọt hay giấy lệnh.
tại sao có người lại giới hạn? Ví dụ như từ lấy giới là 50 năm, hoặc ni trưởng kia hạ là 45 năm. Cái gì có biết tại sao? Có lý do chứ. Giới lạc nó không quan trọng. Khi mà nhìn một cái trưởng mà nằm xuống, một cái dư mà nằm xuống mà người ta để hạ là mặt cảm thấy cũng khó khăn. Chứng tỏ rằng ông này không có tinh thần trách nhiệm, không có đi hạ. Tính từ ngày thọ giới cho đến ngày chết, đúng 50 năm có, nhưng không có đi hạ ngày nào. Ở nhà tu mà thì ai chứng minh cho hạ là cho nên ta phải để giới hạ. Đồng ý là tất nhiên mặt tất đi đáng thưởng của đàn na tính trí, tuy nhiên đứng về mặt cộng đồng không có ý niệm của tăng lực, không có một khái niệm nào để lo cho sự mặc quần của đàn em, thì đó là cái dở của ý niệm đó. Cho nên thà là một cái trưởng nằm xuống để hạ là 50 năm ta không mừng bằng có thể nhớ là 50 năm ta không mừng bằng để hạ là 30 năm ta rất sung sướng. 30 năm rất liền hạ đọc cho nên. Cho nên quý vị thấy hạ lập rất tận nhiên. Mỗi năm một lần 3 tháng đánh giá toàn bộ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ngày đó là 16 tháng 7, tiếp sau đó là 18-19. Thường thường là ta đi khách tế, đi tôn thiền đức, đánh lễ thầy tổng mừng cái ngày Tết của Phật giáo. Cho nên đây là cái vấn đề mà xin cái công đức phân ban thế giới. Không được, không phải là trách nhiệm của Thực Do và Sa Di, mà là tất cả tùy theo đi và những công đức dân. Bởi vì ít mai đòi hỏi những vị có thẩm năng trách nhiệm. Sa Di, Thực Do được quyền điều đó, nhưng không có quyền cho nên họ không có thể phán gì hết mà tùy theo. Cho nên đừng bảo rằng có một lớp được đi dạy mà lùa mấy cái nhỏ đi, không có, là người lớn thì nó càng đi, càng lớn càng đi để xem lại, coi lại có mình có nhớ hay không, thuộc hay không và làm được cái gì trong tinh thần với những bộ lực đó, với toàn bộ lực thì nó còn chỉ có hai cái gì thôi, làm cái chỗ trị trì và tác trị. Chỉ là những gì mà chúng ta Phật không cho phép ta không làm. Tác trì là những gì Đức Phật đã cho phép đương làm, phải làm là những gì có thể làm chúng ta. Cho nên đi vào đây là đã nói dự quán tu ra la chỉ niệm tiền đi, dự tu ra la tương đương bất thi bản pháp, những gì ta đương đáp, những gì ta từng đáp. Bởi vì có những người hỏi bây giờ biết bỏ thế nào, biết làm thế nào, khi mà đang không trình bày được thì đại hội rằng Đức Phật bỏ chỗ nào và lấy chỗ nào. Chính chỗ đó là chỗ mà chúng ta đang tu. Thế thì ngày hôm nay chúng ngôn hoàng ý niệm xong, phương tiện đủ đầy có, đói không đói rồi. Người tu mà nói đói thì chưa phải là người tu. Chắc chắn người tu mà nói đói thì chưa phải là người tu. Con hoàng mà làm sao đói được. Trong khi đó cái gì đấy, chẳng những hôm nay ta không đói, đầy đủ phương tiện thức ăn và uống mà ta còn hoành tráng về cơ sở này. Đi từ Nam Chí Bắc, bất cứ tỉnh nào có cơ sở của chư ni tu đến là đã thăm 5 năm trước trở lại 5 năm sau đều thay đổi hết. Từ cái lục dục đơn sơ trở thành hoành tráng lại không thêm, không thêm cái gì đẹp giỏi, được nhiều người ủng hộ cái gì để cho nâng cấp môn tâm bảo. Tuy nhiên cái thầm thâm nhất trong tâm tư đó là nỗi lòng nhắc nhở cái gì và cố gắng trì cố gắng. Thời đại này không phải là thời đại của công nghiệp, mà cái gì không dùng lực chắc chắn bảo rằng gương đau tri bé nhưng không dám người vô tội. Đúng, ở một đất nước mà người dân biết giữ lực toàn bộ, không có một cái gì sai trái hết thì lực của gia đã xương gác và đi khỏi là khỏi lực, có ai phản đâu mà lực. Tuy nhiên vì có nhiều người sai phạt quả cho nên lực pháp phải hiện hành. Giáo hội cũng thế, nội quy tâm chỉ
càng ngày càng lớn hơn đất và càng ngày càng tăng được nhiều hơn và cả những thành viên của chúng ta. Anh nhớ có những cái gì đi qua trong những cái gọi là chúng ta thấy nó hơi biến loạn, những cái gì mà chúng ta đã thấy là chúng ta đang có vùng nhảy dọn thì chúng ta hãy dừng lại và chúng ta cố gắng để chúng ta không đi đến sai phạm. Bởi vì cái nỗi đau không phải riêng cho cái gì mà chung cho cả tất cả chúng ta. Điều này Phân Ban Thế Giới Trung ương cũng cảm thấy mình còn thiếu nhiều trách nhiệm lắm. Tuy nhiên mở ra một bất lực hoặc mở ngắn hạn thôi sau điều đàn thường là mở thêm 2-3 ngày, nhưng mà báo như người đăng ký nhất là tỉnh thành. Cho nên năm nay cuối năm này khi họ bắt buộc mỗi quốc gia của tỉnh đăng ký 10 vị, 5 vị và tỉnh đọc đó khi đi học tại trường nhật. Mà 5 vị, 10 vị đó phải cử người giỏi để đi về phổ biến lại luật mà dạy là luật mà tin là dạy là tin. Chứ còn đi về mà cử cũng nói cho trời dính đi 5 người, trời đã trời đưa 5 người thì giả đi biết gì. Cũng như quý vị đi họp vậy, có gì không đi cử người cho nhỏ đi tới khi người ta hỏi dạ để con về con chưa để thầy con đi cử đi làm gì. Cử cái việc đi là cái gì đã thay thế cho mình, người ta sao mình vậy, người ta đóng góp ví dụ như là chùa Bồ Long đóng góp 5 triệu đến kinh tiền quà thì cũng vậy thôi, không có tiền được 3 triệu nhưng mà mình phải đưa ra đồng tiền chứ đừng có nói để công việc câu hỏi này thì như con chết rồi tự nhiên làm gì. Tất cử lơ đi là tất cử để giúp cho tài xế nhiều việc chứ đâu phải cử cho cô thì đây cũng vậy. Cho nên cử người đi gọi là người đầy chức năng, người đó giỏi và có thể trong những trường đó người đã thay thế cho chùa này để đứng lên phát biểu cùng với các cấp chính quyền đang có cái gì cũng là thay thế chứ. Nhưng này thì phải là cần còn năng còn nhiều này còn là cố gắng nhỏ đừng buồn chưa đi tôn kính của chúng tôi từng hoàn cảnh. Đây là nỗi đồng mà thật dù cái gì có buồn tôi cũng chịu, có trách tôi cũng chịu, nhưng tôi phải nói để sau này có những cái gì đó mà phản biện từ cấp độ trung ương nhận được thì trung ương sẽ phân tích những cái đoàn đi tại sao không ghi nhận những tin tức đó, tại sao không lắng nghe ý kiến từ những các vị này có chứ, lắng nghe dữ lắm. Một số trung ương nay của 47 tỉnh thành đang có mặt trong 63 tỉnh của đất nước, một nói chung là có đi tự đi học giỏi, không nhớ quê hương, không thiện cần với thành tổ, về nhà vấn đề không thương Phật tử nhìn không thông, trong khi hàng ngày một quyền bất cân như thực bất chính như đi biết dục hình xuống toàn mong chứng đúng như vậy thì dễ ai cũng là con người, ai cũng biết ấm lành, tụi con cũng như chị em thôi. Có điều là cái thời mà tôi sống như chị em đó ngược lại với 5 năm về trước tôi quá cực khổ, cái nghèo rất buồn thơi chưa từng ai có, nhưng chưa bao giờ nghèo lắm. Tôi cũng như bao chị em thôi, cũng biết giờ có lúc 11 thì 2 giờ kia là ngủ ngon chứ, nhưng trách nhiệm đi chị em cứ tưởng tượng chúng tôi từ Bà Rịa Vũng Tàu mà đi về Bạc Liêu chặng đường phải hơn 300 cây số 300 cây. Như vậy là 11 giờ tôi mới đi rồi, 1 giờ đêm trước kia đi rồi mà đi vậy là có khi thì vợ thêm miếng cơm, có khi thì còn thêm miếng đồ ăn rồi thì mua người ăn, tất cả đều ở ngoài đường đó hết. Để đến luật sư đó dạy đúng 8 giờ tôi lên đó luôn, tôi thẳng lên đó luôn. Nó kiểu chứ mình đi mình cũng chừng nào một tiếng ngồi để cho mình dùng xe nhiều khi nó có thay bánh thay gì đó. Như vậy thì chị em đây tôi tính thời giờ tôi đi thì chị em ở đây cũng thế thôi, hãy tính được thời giờ từ chỗ mình đến đây bao nhiêu. Trời chị em thì không nở nhưng không đầy chị em thì sẽ lây lan vào những năm sau nữa. Cho nên chúng tôi xin trong ban thế giới tỉnh cố gắng khắc phục và triệt tiêu
đi xem tao nói thì tao sẽ cùng đi, hoặc là mình hết trả tiền, hoặc bên tay nói tôi trả tiền, ví dụ đó là tinh thần đó, cố gắng bằng mọi cách, một lòng quyết liền đi đà, một lòng có nguyện ngồi tòa liên hoa, cố gắng bằng mọi cách, bằng mọi cách, không có ai cho chúng ta, không có ai lo cho ta bằng chính chúng ta. Ta về ta nắm lại phần trăm, còn nguyên thở trước ánh vàng lung linh dưới làn sương mộng mong manh, tâm không tận đầu thì bình minh ngọt ngào nhớ nhỉ, bao quen nhắc ngọt sống trào báo lần lên xuống ra vào tự sự để hôm nay thưa quý vị trăng sáng trên mọi miền đất nước, nhưng trăng không thể xuyên qua tất cả tầng mây cả ta, cũng như ánh mặt trời không khỏi lòng đổ. Vì vậy cho nên tất cả mà rất lớn và những đêm dài rất là đặc thù mà chị em phải chấp nhận. Tại vì nơi cố gắng bằng mọi cách, ánh nắng đã lan tỏa về Trà Vinh rồi, biển xanh đã gọi Trà Vinh rồi, dùng Duyên Hải cũng đã không ngừng mở rộng tầm mắt cho Trà Vinh. Để cái Trà Vinh Hải qua này đứng dậy và khơi mở ra sự sống. Ta vẫn là ta của thể này, của trời, của đất, của trăng sao, của người dân Việt yêu nước Việt, của đàn từ bi chẳng đổi mặt. Và bây giờ chúng tôi xin mời từ dân lần tác bạch trước khi tổ chức đi qua.